Đường Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công lại kẹt cứng, xe container bò vào cảng. Chiều ngày 3 tháng 2, hàng ngàn xe container, xe tải chạy trên đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phải nhích từng chút vì kẹt, nhiều tài xế ngao ngán. Chiều ngày 3 tháng 2, tình trạng kẹt xe kéo dài trên đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khiến hàng ngàn xe container, xe tải chôn chân. Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng kẹt cứng xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến nút giao An Phú, giao lộ Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Tại đây, hàng ngàn xe container, xe tải phải nhích từng chút để ra đường Đồng Văn Cống, rồi vào cảng Cát Lái. Dòng xe xếp hàng rồng rắn, di chuyển khó khăn khiến nhiều tài xế ngao ngán, mệt mỏi. Năm nào cũng vậy, cứ tới dịp cuối năm là đường vào các cảng lại kẹt cứng tứ phía. Tài xế chạy xe container như chúng tôi rất mệt mỏi. Tôi bò nãy giờ mới 1 km mà mất cả 30 phút. Anh Phạm Trí Kiên, 35 tuổi, tài xế xe container than vãn. Tình cảnh tương tự xảy ra trên tuyến đường Võ Chí Công, thành phố Thủ Đức, hướng từ quận 7 sang thành phố Thủ Đức. Dòng xe container, xe tải cũng kẹt cứng, nhích từng chút trên đường vào cảng Phú Hữu. Theo ghi nhận, dòng xe kẹt kéo dài khoảng 3 km. Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc phòng cảnh sát giao thông PC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng kẹt xe xảy ra từ sáng cùng ngày 3 tháng 2 do phương tiện chở hàng hóa vào cảng dịp cuối năm tăng đột biến cùng một lúc. Bên cạnh đó, các xe di chuyển từ đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ rẽ trái vào đường dẫn cao tốc để tới cảng Phú Hữu đã bị chặn lại để phục vụ phân luồng xe lên cao tốc, cũng góp phần vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Các xe đi từ quận 7 sang thành phố Thủ Đức để tới cảng Phú Hữu bằng đường dẫn cao tốc bị chặn lại, dồn về duy nhất đường Võ Chí Công để vào cảng Phú Hữu cũng gây kẹt xe. Thưa quý vị khán giả, cứ mỗi dịp cuối năm, vấn nạn cho vay nặng lãi dường như có chiều hướng gia tăng vì để đáp ứng được nhu cầu mua sắm và tiêu dùng, nhiều người đã tìm đến nguồn vốn nhanh chóng. Đây là cơ hội cho các tổ chức tín dụng cho vay nặng lãi đua nhau hoạt động chèo kéo người vay. Mới đây ngày 2 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố 47 bị can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 47 bị can này liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi lên tới hơn 20.000 tỷ đồng do người Trung Quốc cầm đầu. Vào tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an các địa phương điều tra, triệt phá tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy mô hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức trực tuyến trên mạng Internet, được xác định là lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc. Qua đó, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và rửa tiền. Mở rộng điều tra giai đoạn 2, lực lượng chức năng đã khởi tố thêm 47 bị can liên quan đến vụ án này. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 7 năm 2023, nhóm bị can người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các nghi phạm người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại ma để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến hơn 2.346% trên một năm. Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay qua một website tại nước ngoài. Số tiền cho vay lãi nặng lên tới hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, cho vay nặng lãi là câu chuyện muôn thuở, tuy nhiên vì hoàn cảnh hay do nhu cầu mà nhiều người vẫn vướng phải cạm bẫy này. Trước đó, dư luận từng dậy sóng trước vụ việc một nữ hiệu trưởng cho vay nặng lãi với mức lãi suất cắt cổ từ 365 đến 2.555% trên một năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, thậm chí còn thuê cả giang hồ để đòi nợ. Tối 20 tháng 1, Công an huyện Tân Uyên, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Hà Thị Nhàn, 42 tuổi, trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và bà Hoàng Thị Thanh Thủy, 48 tuổi, cùng trú tại huyện Mù Cang Chải về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đáng nói, bà Hà Thị Nhàn là một hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, giữa tháng 12 năm 2023, Công an huyện Tân Uyên đã phát hiện một nhóm đối tượng khoảng gần 10 người lạ mặt thường tập trung tại khu vực xưởng gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Toàn Ngọc tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và khu vực trung tâm thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên có biểu hiện nghi vấn đi đòi nợ thuê và có nguy cơ gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh địa bàn. Qua xác minh, Công an huyện Tân Uyên xác định nhóm người này có lai lịch bất hảo, trú tại tỉnh Lào Cai, được bà Hà Thị Nhàn thuê đến để đòi tiền đã cho ông M là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Toàn Ngọc vay. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11 tháng 1, Công an huyện Tân Uyên đã phối hợp với Công an huyện Mù Cang Chải khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của bà Nhàn, thu giữ 3 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Tại cơ quan điều tra, bà Nhàn khai nhận từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, bị can này đã 18 lần cho em mở vay tiền với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản và thỏa thuận lãi suất là từ 365 đến 2.555% trên một năm, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đến tháng 6 năm 2023, ông M không còn khả năng trả nợ, không thanh toán được tiền lãi cho bà Nhàn theo thỏa thuận, nên bà Nhàn đã thuê một nhóm người từ Lào Cai đến nhà nơi làm việc của ông M để uy hiếp nhằm đòi nợ. Sau khi mở rộng điều tra, ngày 16 tháng 1, Công an huyện Tân Uyên khám xét và bắt khẩn cấp bà Hoàng Thị Thanh Thủy. Tại cơ quan điều tra, thì bà Thủy đã khai nhận từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 11 năm 2023 đã nhiều lần cho bà Nhàn và nhiều người khác ở huyện Mù Cang Chải vay tiền với lãi suất là từ 120 đến 365% trên một năm, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Một vụ cho vay nặng lãi khác cũng từng làm rúng động dư luận là mạng lưới cho vay lãi nặng có biệt danh là Công chúa Tam Kỳ Phan Thị Khánh Ly, sinh năm 1990, trú phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Phan Thị Khánh Ly đã bị bắt khẩn cấp về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khánh Ly có tên thường gọi là Ri, hay được biết đến với biệt danh là Công chúa Tam Kỳ trên mạng xã hội. Để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng Ly đã liên lạc với những người có nhu cầu vay tiền thông qua mạng xã hội Zalo, Messenger, giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó cắt liên lạc, hủy thông tin giao dịch. Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29 tháng 1, Ban chuyên án quyết định phá án. Lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phan Thị Khánh Ly về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tiến hành triệu tập làm việc với 2 đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Phan Anh Tài, sinh năm 1985, trú phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, và Võ Thị Hoài Thương, sinh năm 1996, trú phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ. Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng Ly đã tổ chức hoạt động vay tiền với kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất là từ 216% trên một năm đến 360% trên một năm. Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của các đối tượng Ly, Tài và Thương. Qua xác minh ban đầu, đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiền cho vay hơn 500 triệu đồng. Đối tượng Ly thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Tang vật tạm giữ gồm 1 xe ô tô do đối tượng Phan Thị Khánh Ly làm chủ, 1 máy tính, 1 điện thoại di động iPhone 15, 1 thẻ ngân hàng, 12 giấy mượn tiền của người vay và các tài liệu liên quan. Thưa quý vị, việc vay mượn từ các tổ chức không minh bạch, tính lãi suất cao và điều kiện giao dịch phức tạp đã làm tăng gánh nặng tài chính cho người vay. Hậu quả của việc này có thể gây khó khăn và áp lực tài chính kéo dài, đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho sự ổn định kinh tế cá nhân và gia đình. Ngoài ra còn gây ra nhiều ảnh hưởng xấu khác cho xã hội. Để xóa sổ tệ nạn cho vay nặng lãi, các ngành chức năng đã có những tuyên truyền, cảnh báo để phòng ngừa, ngăn chặn, nâng cao nhận thức, thông báo thủ đoạn của tội phạm để nhân dân cảnh giác, tấn công trấn áp, xử lý để răn đe tội phạm. Bên cạnh đó, mỗi người cần tự nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời tố cáo khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu liên quan đến các hoạt động cho vay lãi nặng, nên thận trọng và tránh xa các hình thức cho vay đầy cạm bẫy này, hiểu rõ chiêu trò gài bẫy của một số đối tượng cho vay lãi nặng để đề phòng. Khi có nhu cầu vay vốn, cần cẩn trọng tìm hiểu rõ tính pháp lý của đơn vị cho vay và đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng vay tiền, xem lãi suất là bao nhiêu, cách tính lãi suất và có phương án trả nợ cụ thể. Như vậy vừa bảo vệ quyền lợi, tính mạng của bản thân, vừa góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự xã hội. Đến đây thì thời lượng chương trình chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.